Trong group bất động sản Nga Sơn cũng đã trở về đông đủ tại văn phòng bất động sản Lê Văn Sáu ngày hôm nay để cùng tham dự lễ khai trương của chúng tôi, và chúc mừng cho văn phòng bất động sản Lê Văn Sáu sẽ luôn thành công, phát triển và thật nhiều tài lộc. Sự hiện diện của các thành viên trong văn phòng bất động sản Tránh Thính, anh em trong group nhà đất Nga Sơn, các văn phòng bất động sản ở Nga Sơn, quý khách hàng, đối tác, bạn bè. Hình ảnh rất là tuyệt vời đang được ghi lại, và chúng tôi đang truyền hình trực tiếp lễ khai trương của văn phòng bất động sản Len 36 trên fanpage Nga Sơn Biz, kênh truyền thông của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại truyền thông Nga Sơn Biz ngày hôm nay. Rất là cảm ơn sự hiện diện của quý vị, và sau khi chúc mừng cho chương trình thì mời quý vị chúng ta cùng di chuyển vào trong ổn định chỗ ngồi, và sau những phút nữa chúng ta sẽ đến với nội dung chính trong chương trình lễ khai trương. Len 36, những lãng hoa chúc mừng, những tình cảm rất là thân tình của quý khách hàng, quý đối tác, các nhà đầu tư, bạn bè và các thành viên trong đại gia đình của các cổ đông trong văn phòng bất động sản Len 36 đang mang về những lãng hoa đẹp nhất với tất cả sự thân tình để chúc mừng cho lễ khai trương của văn phòng, và chúc cho văn phòng sẽ luôn luôn thành công, phát triển và có thật nhiều tài lộc. Kính mời toàn thể các quý vị, khách quý và bạn bè, chúng ta sẽ cùng di chuyển vào các dãy bàn tiệc để ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị đến với nội dung chính của chương trình khai trương trong ngày hôm nay ạ.
của các bác cùng của các thành viên của văn phòng bất động sản anh Hồng Minh đã trở lại với Lam Sơn Thanh Hóa để tham dự chương trình khai trương của văn phòng bất động sản 236. Và cũng xin được chào đón gia đình của anh Quốc Tuấn và Lan Hoa để chúc mừng chương trình. Hiện diện của tất cả quý vị khách quý, quý khách hàng, đối tác, các nhà đầu tư cùng với bạn bè và các thành viên trong gia đình của các cổ đông trong văn phòng bất động sản Len 36 thì xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta sau khi chụp hình check in với những khoảnh khắc đẹp nhất tại văn phòng cùng với những lãng hoa chúc mừng của chương trình khai trương ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển trở vào khuôn viên bên trong của văn phòng để cùng đến với chương trình tiệc chiêu đãi và nội dung của buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Và để chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị thì ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Kiều Anh sẽ trở về sân khấu để cùng dành những món quà âm nhạc tuyệt vời nhất chào đón và chúc mừng cho chương trình khai trương của chúng ta. Sẽ là một ca khúc sôi động gửi tới quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Công Việt và rằng ca khúc có tên Hát Lên, xin mời quý vị cùng đón nghe. Cùng hát vang lên xuân tan đi nỗi buồn và cùng thắp lên
cho Kiều Anh đứng trước và chào tay thật lớn quý vị được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn ca sĩ Kiều Anh đã mang tới một không khí rất là vui tươi, tưng bừng để cùng chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị, các vị khách quý, bạn bè, đối tác, khách hàng và quý nhà đầu tư đã trở về để tham dự lễ khai trương của văn phòng bất động sản Land 36 trong ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì cho phép Xuân Hòa xin được thay lời cho các cổ đông của văn phòng bất động sản Land 36 xin được gửi tới toàn thể các quý vị khách quý lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, xin được cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, huyện Nga Sơn là một huyện nằm trong chiến lược phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa với các dự án được đầu tư như cụm cảng công nghiệp Long Sơn, cụm công nghiệp Long Sơn với diện tích 74,2 hecta và khu dân cư Mỹ Hưng với diện tích là 10,7 hecta cùng với quy hoạch đô thị, đó chính là phát triển hai thị trấn Ngói Đào và thị trấn Tiền Hộ. Ngày hôm nay thì tất cả quý vị chúng ta cũng đang được sống trong một cái không khí nó rất là phát triển của quê hương Nga Sơn. Và đặc biệt trong những năm vừa qua thì thị trường bất động sản tại Nga Sơn đã phát triển và luôn luôn được sự đón nhận của các quý nhà đầu tư cũng như quý khách hàng. Và kính thưa quý vị thân mến, văn phòng bất động sản Land 36 được thành lập với sự hiện diện của 7 cổ đông: Cao Tiến, Minh Hướng, Mạnh Tuấn, Văn Công, Thu Là, Ngọc Tân và Quốc Vượng. Và sự chung tay góp sức của các cổ đông trong văn phòng cũng đã mang tới những sản phẩm tới cho khách hàng. Và đặc biệt đó chính là các sản phẩm bất động sản dành cho các quý nhà đầu tư để cùng phát tài phát lộc.
Và chắc chắn rằng đó cũng chính là một sự ưu ái mà quý khách hàng đã cùng với các nhà đầu tư đã dành cho văn phòng và các thành viên, các cổ đông của văn phòng trong suốt thời gian dài vừa qua. Và hôm nay đây thì chúng tôi tổ chức một chương trình khai trương văn phòng bất động sản Land 36 với mong muốn là cơ hội hợp tác chia sẻ, và cùng với tất cả quý vị chúng ta sẽ chung tay để xây dựng một quê hương Nga Sơn khang trang và tươi đẹp. Và ngay bây giờ quý vị để chia sẻ tất cả những tình cảm và cũng như để mang tới cho tất cả quý vị những sự đón tiếp trân trọng về văn phòng của chúng tôi, thì ngay bây giờ xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Cao Tiến, là đại diện cho các cổ đông trong văn phòng bất động sản Land 36, sẽ trở về sân khấu để có đôi lời phát biểu cảm ơn toàn thể quý khách hàng, các nhà đầu tư, và đặc biệt đó là sự hiện diện của tất cả các đại gia đình của các cổ đông trong văn phòng. Xin được một tràng pháo tay của quý vị để chào đón ông Cao Tiến ạ. Toàn thể quý vị khách mời, hôm nay là rất là vinh dự được quý vị đặc biệt đến tham dự chương trình buổi khai trương của văn phòng bất động sản Land 36 của chúng tôi ngày hôm nay. Văn phòng bất động sản Land 36 của chúng tôi được mở ra với cái mục đích và cái mong muốn là được giao lưu, kết hợp và mở rộng thị trường ở Nga Sơn, mang đến những mang đến những lô đất tiềm năng nhất để cho quý nhà đầu tư và các cổ đông đầu tư ở trên mảnh đất quê hương Nga Sơn của tôi. Đấy, thì lời sau cùng là tôi xin cảm ơn và xin mời quý vị khán giả mâm và cùng uống chén rượu với lại chúng tôi ạ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Cao Tiến, đại diện cho 7 cổ đông trong văn phòng bất động sản Land 36. Kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình ngày hôm nay thì có sự hiện diện của các quý khách hàng, đối tác và đặc biệt là của các thành viên trong group bất động sản Nga Sơn đã luôn luôn chung tay để mang tới những sản phẩm bất động sản tốt nhất cho quý khách hàng đầu tư tại một thị trường tiềm năng, đó là huyện Nga Sơn, với sự phát triển của các khu công nghiệp, các khu công nghiệp và đặc biệt đó là khu dân cư Minh Hưng, cũng như sự phát triển của thị trấn Hói Đào trong thời gian tới đây. Nga Sơn hứa hẹn sẽ là một nơi đầu tư tiềm năng dành cho các quý khách hàng và nhà đầu tư về bất động sản. Và kính thưa quý vị, các thành viên, các cổ đông của văn phòng bất động sản Land 36 đều là những người có tâm huyết với kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động rất nhiều năm trong lĩnh vực bất động sản, mong muốn được gắn kết cùng với nhau để đẩy mạnh quá trình phát triển của bất động sản tại Nga Sơn, và đặc biệt cùng với nhau giao lưu, kết hợp học hỏi, mang tới những sản phẩm bất động sản tốt nhất cho quý khách hàng và nhà đầu tư. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu trở về sân khấu, đó là sự hiện diện của 7 cổ đông trong văn phòng bất động sản Land 36. Và người đầu tiên xin được trân trọng kính mời ông Cao Tiến, ông Minh Hướng, ông Mạnh Tuấn, ông Văn Công và Thu Là, ông Ngọc Tân và ông Quốc Vượng, những người đã chung tay góp sức tạo nên văn phòng bất động sản Land 36 của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời tất cả các thành viên, các cổ đông của văn phòng chúng ta sẽ trở về sân khấu để ra mắt tới các quý vị khách quý và quý khách hàng trong ngày hôm nay, và đặc biệt sẽ lưu lại những cái khoảnh khắc thật là ý nghĩa, ấn tượng trong lễ khai trương của chúng ta. Vâng ạ, xin mời các thành viên. Vâng ạ, xin mời đại diện của các thành viên, các cổ đông trong văn phòng bất động sản Land 36. Xin mời ông Cao Tiến, ông Minh Hướng, ông Mạnh Tuấn, ông Văn Công và Thu Là, ông Ngọc Tân, ông Quốc Vượng. Vâng ạ, thưa quý vị, một cây thì làm chẳng nên non, 7 cây trụ lại thì năm họ núi cao. Vâng ạ, với sự chung tay góp sức và đặc biệt là góp vốn của các cổ đông thì văn phòng bất động sản Land 36 được các chuyên gia bất động sản đánh giá là đây là một văn phòng rất là tiềm năng, cơ hội đầu tư hợp tác rất lớn, và đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh, tìm hiểu thị trường, môi giới bất động sản. Ngày hôm nay thì xin được trân trọng kính mời 7 thành viên của văn phòng các cổ đông chúng ta sẽ cùng trở về sân khấu ạ.
cổ động của văn phòng. Chúng ta sẽ trở về sân khấu để chụp lại một khoảnh khắc đẹp nhất và cũng là để chính thức ra mắt trên truyền thông trước tất cả các quý khách hàng, quý nhà đầu tư. Và đặc biệt chương trình ngày hôm nay đang được phát sóng trực tiếp trên fanpage Lasonvit, một kênh truyền thông của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lasonvit. Xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng màn ra mắt rất là ấn tượng của các cổ động trong văn phòng.
xin cảm ơn ca sĩ Kiều Anh, cảm ơn tất cả quý khách hàng cũng như bạn bè và gia đình. Cũng xin được cảm ơn toàn thể quý khán giả của Fanpage Nga Service đã đồng hành theo dõi chương trình Thanh Trường ngày hôm nay. Chúc tất cả mọi người sẽ luôn có thật nhiều thành công, hạnh phúc, và cũng mong muốn rằng chúng ta sẽ có một tuần mới thật nhiều năng lượng, thật hiệu quả trong công việc. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị sẽ có một bữa tiệc thật là ngon miệng và vui vẻ. Thôi, tắt rồi, không phải ngồi. Em làm nó chọn nội dung mà. Em làm nó chọn nội dung chương trình. Đúng rồi, đúng rồi.